Xin chào các bạn học viên thân mến, tôi là Trần Minh Quang. Hôm nay trong chương trình AutoCAD Basic 2019, tôi sẽ hướng dẫn các bạn bài số 1, đó là tối ưu cách vẽ. Phần thứ nhất là cách chuyển từ giao diện AutoCAD 2019 về giao diện AutoCAD 2007 để trong quá trình sử dụng được thuận tiện hơn. Thì đây là chương trình AutoCAD 2019. Thì để chuyển về giao diện AutoCAD 2007 thì các bạn gõ trên bàn phím là menu bar. Sau đó các bạn gõ vào biến là số 1. Thì các bạn quan sát trên cái thanh ribbon thì hiện giờ nó đã có được thêm cái thanh này các bạn. Bước tiếp theo, các bạn vào toolbar. Các bạn vào AutoCAD và chọn cho mình một cái thanh công cụ bất kỳ. Ở đây tôi chọn RAW để tắt những cái thẻ này. Thì các bạn gõ ribbon và chọn load. Sau đó các bạn kích chuột phải vào cái thanh công cụ RAW, nó sẽ hiện ra một cái bảng như thế này. Chẳng hạn ở đây các bạn cần thẻ laser thì mình kích vào laser dimension. File chẳng hạn, Sender. Thì như thế thì các bạn đã đưa về được cái giao diện 2007 rất là tiện dụng. Phần thứ ba, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt thông số trong thẻ Option theo tiêu chuẩn Việt Nam. Ta vào Tool, kích vào Option, các bạn vào Display, Rod Hair là chiều dài sợi tóc ha, các bạn kéo nó lên như thế này. Maximum và color. Các bạn quan sát phần 2D model, các bạn chọn về black, apply ha các bạn ha. Bước tiếp theo các bạn qua open and save. Ở đây thì các bạn có thể hạ xuống 2.7 là 2.8, 2.4 gì đấy. Nhưng ý nghĩa của việc này là khi mà ta hạ xuống 2.7 như thế này thì sau này dù các bạn dùng AutoCAD phiên bản 2019 nhưng mà các bạn lưu bài hay lưu cái công trình mình vẽ gửi cho khách hàng thì khách hàng chỉ cần dùng cái bản 2007 trở lên thì có thể là mở được file các bạn gửi. Tiếp theo, ở đây thì các bạn chỉnh về đơn vị là mm, Việt Nam mình dùng hệ SI nha các bạn. Các bạn kích vào Realist, ở đây các bạn chọn vào Turn On và kích vào Respeed. Việc làm này sẽ giúp cho bạn, thay vì các bạn gõ phím Enter, các bạn có thể gõ phím Paper là cái phím dài nhất trên bàn phím. Phần Wrapping thì đây ta chỉnh con chỏ, các bạn kéo lên khoảng 50% như thế này. Và Selection ta cũng kéo như thế. Sau đó các bạn nhấn Apply. Ok. Thì như thế, tôi đã hướng dẫn các bạn tối ưu cách vẽ gồm có hai phần. Thứ nhất là chuyển về giao diện 2007 và cài đặt thông số trong thẻ Option theo tiêu chuẩn Việt Nam. Chúc các bạn thành công với clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.